chào mọi người, mình là Thanh Tình, giáo viên của MIT Việt Nam. Hôm nay cô Tình sẽ nói về chủ đề bé là con một thì có thật sự dễ hình thành tính ích kỷ hay không. Cô Tình nói luôn kết luận thì có rất là nhiều nghiên cứu về vấn đề này, nhưng mà không hề có một nghiên cứu nào chứng minh được rằng con một thì ích kỷ. Mọi người thường hay nghĩ rằng là con một thì ích kỷ, không biết suy nghĩ cho người khác và thường có ấn tượng không tốt về con một. Nhưng cũng các nghiên cứu đó chỉ ra rằng các bé là con một sẽ có sự tự tin và khả năng kiên trì đến cùng cao hơn những bé có anh chị em. Video này cô Tình không có so sánh là con một thì sẽ tốt hơn hay là có anh chị em thì tốt hơn, mà cô Tình chỉ muốn khẳng định với mọi người rằng là con một thì không có gì là không tốt. Ngược lại, nếu như ba mẹ và mọi người xung quanh có lời nói, hành động hay là thái độ cho rằng là trẻ là con một thì không tốt, con một thì như thế này như thế kia, sẽ khiến cho bé tin vào cái điều đó. Cô Tình sẽ chia sẻ cho ba mẹ 3 điểm lưu ý để làm sao có thể nuôi dạy con thật tốt dù con có là con một. Điều số 1, dạy cho con biết rằng không phải lúc nào con cũng được ưu tiên. Thường thì ba mẹ hay ưu tiên cho con trước, thế cho nên con dễ có suy nghĩ mình là trung tâm. Cho nên việc cần phải làm đó là ba mẹ hãy cho con có trải nghiệm mình là số 2, số 3, số 4. Ví dụ như khi chơi với con thì thường có phải là ba mẹ sẽ cho con trọng trước theo kiểu là hôm nay con thích chơi cái gì thì ba mẹ sẽ chơi cùng với con. Thay vì như vậy, ba mẹ hãy đề xuất trước, hôm nay mình chơi cái này nha. Tương tự như vậy, khi chơi với bạn bè xung quanh, con sẽ không có khuynh hướng là mình được ưu tiên hơn các bạn. Điểm lưu ý số 2 đó là phát huy ưu điểm của con một. Thì ở đầu video cô Tình có nói, con một thì sẽ có sự tự tin cao, khả năng kiên trì đến cùng cao. Lý do đó là khi mà con có anh chị em trong nhà khác thì sẽ không thể nào tránh khỏi cái việc bị so sánh với anh chị em trong nhà. Chính vì việc so sánh này sẽ khiến cho cái khả năng tự khẳng định bản thân của con, hay là còn gọi là sự tự tin, sẽ thấp hơn. Ngược lại, khi con là con một thì con sẽ nhận được trọn vẹn tình yêu thương từ ba mẹ. Chính vì vậy mà con sẽ có sự tự khẳng định bản thân cao, tự tin cao, và con sẽ luôn cảm thấy yên tâm về mình được yêu thương một cách trọn vẹn. Do đó mà con dễ đương đầu với những cái thử thách mới. Điểm lưu ý số 3 đó là ba mẹ hãy tạo cho con cơ hội được hợp sức và hỗ trợ người khác. Có anh em trong nhà thì chắc chắn là sẽ có cãi nhau, nhưng mà ngược lại con sẽ học được cách hợp tác và làm việc cùng với người khác một cách rất tự nhiên. Trong trường hợp trẻ là con một thì môi trường hợp tác tự nhiên này sẽ không thể có được. Ba mẹ hãy là người tạo ra môi trường này, cho con có cơ hội làm việc và giúp đỡ ba mẹ. Đó là 3 điểm lưu ý của ngày hôm nay, hy vọng là sẽ giúp cho ba mẹ trong việc nuôi dạy con tốt hơn. Kênh YouTube của MIT chia sẻ những cái kinh nghiệm về giáo dục mà MIT đang áp dụng đối với các bé. Ba mẹ thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tạm biệt mọi người.